Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu thành phố Đà Lạt, các sở ngành trên địa bàn tỉnh liên quan khẩn trương hoàn thành hồ sơ triển khai dự án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO và thành phố di sản. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan, gửi hồ sơ ứng cử chính thức cho tổ chức UNESCO theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án, hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục có liên quan để đề xuất công nhận thành phố Đà Lạt trở thành thành phố di sản, đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra. Được biết, trước đó, thành phố Đà Lạt phối hợp với một số bộ ngành trung ương, tổ chức trong và ngoài nước, đã tổ chức hội thảo để thu thập ý kiến của các chuyên gia, đóng góp ý kiến của các bên liên quan và quá trình xây dựng và hoàn thiện hồ sơ của Đà Lạt gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.